Và như vậy là chúng ta đang thấy những trận đấu của giải vô địch bóng bàn báo Nhân dân lần thứ 42 đang diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính. Các tay vợt đã đem đến cho người hâm mộ và các cổ động viên những đường bóng đẹp cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Và đây cũng là dịp để những người yêu nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và ý nghĩa, từ đó góp phần lan tỏa tình yêu bóng bàn nói riêng và tình yêu thể thao nói chung đến với đông đảo công chúng. Nhà báo Châu Đình Quang là người hâm mộ đặc biệt của bộ môn bóng bàn tại giải bóng bàn báo Nhân dân trong nhiều năm nay. Đến với các trận đấu không chỉ ghi chép tỉ mỉ các tình huống bóng để phục vụ cho các bài phân tích chuyên sâu trên báo, ông còn mong muốn chụp được những bức ảnh đẹp để minh họa trên tác phẩm của mình. Mặc dù không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng bằng tình yêu với bóng bàn, ông muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc của các vận động viên, qua đó lan tỏa tình yêu bóng bàn đến với đông đảo độc giả. Tôi tham gia dự xem bóng bàn từ rất lâu rồi. Những năm gần đây là thì tôi nghỉ hưu rồi, cho nên là cũng ít hiểu, nhưng mà tôi vẫn theo dõi các tình hình thi đấu và có một số ảnh để mà minh họa vô trong đó, thì tôi cũng lâu thì tôi cũng muốn đưa hình ảnh của bóng bàn lên. Khác với nhà báo Châu Đình Quang, anh Nguyễn Phúc Hiếu, phóng viên ảnh của báo Khánh Hòa, có thể được xem là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chuyên chụp ảnh thể thao. Đến với giải bóng bàn năm nay chính là cơ hội để anh thỏa sức với đam mê chụp ảnh thể thao. Đối với anh, một bức ảnh thể thao đẹp là một bức ảnh thể hiện được tinh thần và cảm hứng thể thao, những giọt mồ hôi của các vận động viên, niềm vui, nước mắt khi chạm tay đến vinh quang. Đó là những khoảnh khắc ý nghĩa mà bất cứ nhiếp ảnh gia nào đều muốn được ghi lại. Nói chung là khi mà chụp ảnh thể thao thì ai cũng muốn có những bức ảnh đẹp, đặc biệt là những cái khoảnh khắc của các vận động viên trên sân thi đấu. Thường thì mình nắm bắt cái khoảnh khắc của vận động viên trên sân, hoặc là những cái thời điểm mà nó cao trào thì đâm đe, thì mình sẽ chụp được những bức ảnh mà mình ưng ý. Đối với tôi, giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 42 đã thành công ngoài mong đợi. Đối với những người yêu nhiếp ảnh, nhất là ảnh thể thao, đây không chỉ là cơ hội tìm kiếm cho mình những bức ảnh đẹp, mà còn là cơ hội để họ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình đồng hành cùng bóng bàn nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.